Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT dự định sẽ mời ca sĩ Lisa làm đại sứ du lịch. Hài hước câu chuyện mẹ tin sái cổ khi con trai khoe Lisa là bạn gái còn đòi cuối năm dẫn về ra mắt. Thì ra nhân vật nhí quyền lực này là người quyết định phần rap của Suga và J-Hope trong My Universe. Hyuna khiến fan ngất ngây với kiểu tóc mới, tuy nhiên vóc dáng lại cực kỳ đáng quan ngại. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tổng cục Du lịch Thái Lan dự định sẽ mời Lisa làm đại sứ du lịch. Thái Lan sẽ tổ chức một sự kiện đếm ngược hoành tráng để chào đón giao thừa 2022, dự kiến sẽ mời danh ca người Italy là Andrea Bocelli và nữ ca sĩ Lisa Blackpink đến biểu diễn. Nhiều khả năng Phuket sẽ được lựa chọn để đăng cai chương trình này, vì chính phủ Thái Lan đang muốn quảng bá hòn đảo thành điểm đến đẳng cấp thế giới. Người đứng đầu Tổng cục Du lịch Thái Lan, ông Yuthasak Supason cho biết kế hoạch này nhằm khôi phục niềm tin của du khách quốc tế, đồng thời đưa các điểm đến Thái Lan thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu, sau khi nước này tuyên bố mở cửa trở lại cho du lịch khách quốc tế đã tiêm vaccine vào tháng 11. Chủ tịch Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan, ông Supan Mokosutri cho rằng sẽ tốn một khoản chi phí lớn, nhưng việc mời danh ca Andri và ngôi sao K-pop Lisa cũng rất xứng đáng, với lượng người hâm mộ ước tính lên tới 20 triệu người trên toàn cầu. Ông Supan Mokosutri đề xuất Thái Lan nên mời ca sĩ Lisa thành đại sứ du lịch cho nước này. Bên cạnh quảng bá du lịch, Thái Lan tiếp tục xem xét loại bỏ quy trình cấp giấy chứng nhận nhập cảnh nhằm đơn giản hóa thủ tục cho khách quốc tế. Đây được coi là trở ngại lớn nhất trong quá trình triển khai kế hoạch Phuket Sandbox của nước này. Ngoài ra, thì Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng đề xuất chính phủ giảm giá xét nghiệm RT-PCR xuống mức 1.000 baht, tương đương khoảng 700.000 đồng, và bổ sung năng lực xét nghiệm tại các sân bay để tránh tắc nghẽn. Lisa hiện đang vi vu tại Nice, Pháp. Tuy nhiên, do vướng lùm xùm với YG những ngày gần đây khiến các fan bức xúc và gây tranh cãi trên mạng xã hội. Giữa bão drama này, các fan đang vô cùng lo lắng, thì mới đây Lisa đăng tải loạt ảnh mới du ngoạn biển trời Tây khiến các fan thêm yên tâm phần nào. Trong loạt ảnh này, dù không trang điểm đậm, thậm chí mái tóc có phần bị gió thổi bù xù, nhưng cô nàng trông vẫn vô cùng tươi tắn và xinh đẹp rạng ngời. Dù ảnh ngược nắng không rõ mặt, nhưng em út của Blackpink vẫn khoe được góc nghiêng cực phẩm, đường nét cơ thể đỉnh cao như búp bê. Loạt ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của fan, giúp Lisa thu về gần 5 triệu lượt thả tim chỉ sau vài giờ đăng tải. Hài hước câu chuyện mẹ tin sái cổ khi con trai khoe Lisa là bạn gái, còn đòi cuối năm về ra mắt. Một clip ngắn trên TikTok ghi lại đoạn tin nhắn của hai mẹ con nam thanh niên đang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Trong đoạn hội thoại này, chàng trai gửi ảnh của Lisa Blackpink cho mẹ mình và khoe rằng đây chính là người yêu, hết dịch sẽ lập tức dẫn cô về nhà ra mắt bà. Chớ trêu thay, người mẹ này lại hoàn toàn tin vào những gì con trai mình nói mà không hề biết rằng mình đang bị con trai đùa. Dựa trên kịch bản hoàn hảo được xây dựng lên từ trí tưởng tượng phong phú của nam thanh niên, người mẹ thắc mắc về nghề nghiệp, quê quán, tên tuổi, anh chị em, gia đình như thế nào. Và khi bị hỏi dồn dập, anh con trai bắt đầu phát huy tối đa tài năng chém gió thượng thừa, thêu dệt nên những chi tiết vô cùng dí dỏm và hài hước. Anh bảo với mẹ rằng mình quen cô gái này qua mạng, tìm hiểu nhau được mấy tháng rồi. Tên thật của cô là Nguyễn Thị Lisa, quê quán ở Đồng Tháp, gia đình chồng mít Thái. Nguyễn Thị Lisa hiện đang học năm cuối tại đại học và sinh sống tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí anh chàng này còn gửi ảnh của Lisa chụp cùng Rose, giới thiệu rằng Rose là chị gái của Lisa, hiện đã có chồng và hai con. Người mẹ hiền lành vẫn một mực tin vào những gì con trai của mình nói. Bà còn mong chờ con trai dẫn bạn gái về nhà ra mắt và hy vọng mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp. Video được đăng tải với mục đích cho vui, nhưng sau đó nhận được rất nhiều sự tương tác của đông đảo cộng đồng mạng TikTok với hơn 2 triệu lượt xem và gần 150.000 lượt yêu thích. Chủ nhân đoạn video này ngay sau đó đã chia sẻ bình luận dưới video rằng: "Mẹ tôi đem khoe hết với cả xóm rồi mọi người ạ, tôi phải làm sao đây?" Có vẻ như người mẹ này đã rất mừng rỡ khi hay tin con trai của mình chuẩn bị dẫn người yêu về ra mắt. Phía dưới video TikTok có hơn 7.000 bình luận, cộng đồng mạng khoái chí vì những thông tin của Lisa và Rose được anh chàng này bịa đặt ra vô cùng thú vị.
Bên cạnh đó, mọi người cũng suýt xoa thương người mẹ này vì không hề hay biết mình đã lọt bẫy của người con trai yêu quý. Thì ra nhân vật nhí quyền lực này là người quyết định phần rap của Suga và J-Hope trong My Universe. Lên sóng ngày 24 tháng 9 vừa qua, My Universe là ca khúc đánh dấu cú bắt tay lần đầu tiên giữa BTS và ban nhạc Coldplay. Đĩa đơn trên thuộc album phòng thu Music of the Sphere mà các nghệ sĩ người Anh đã lên kế hoạch phát hành vào tháng 10 này. Mang âm hưởng pop rock kết hợp cùng nhạc điện tử, My Universe được sáng tác bằng hai ngôn ngữ Anh và Hàn. Ở đó, phần rap hoàn toàn bằng tiếng Hàn từ Suga và J-Hope được xem là một trong những điểm nhấn thú vị của toàn bộ ca khúc này, thậm chí còn khiến cho Chris Martin phải trực tiếp bước vào phòng thu rồi thốt lên rằng "Tôi thích nó, thật tuyệt vời." Bất ngờ thay, anh bật mí một sự thật rằng nhờ con gái nam diễn viên Simon Pegg mà khán giả mới có cơ hội thưởng thức phân đoạn này. Chris Martin chia sẻ, "Tilly, con gái của Simon Pegg, cũng là con đỡ đầu của tôi, là một ARMY thích thực. Con bé đã khiến tôi thích BTS giống nó. Khi chúng tôi đang nói chuyện về phần rap, tôi bảo rằng có nên hỏi Suga và J-Hope xem liệu họ có muốn rap trong bài hát này hay không. Cô bé hoàn toàn đồng ý." Trước đó, thông qua bộ phim tài liệu ghi lại quá trình thu âm My Universe, Chris Martin tiết lộ chính BTS là người đề nghị kết hợp với Coldplay. Thời điểm ấy, giọng ca người Anh cho biết anh cảm thấy rất bất ngờ và thừa nhận rằng không thể hình dung màn hợp tác này sẽ diễn ra như thế nào. Sau khi hoàn thành công đoạn sáng tác My Universe, nam nghệ sĩ quyết định gửi bản demo ca khúc tới BTS rồi đích thân bay sang Hàn Quốc để làm việc cùng nhóm trong vòng 2 ngày. Hyuna khiến fan ngất ngây với kiểu tóc mới, tuy nhiên vóc dáng lại cực kỳ đáng quan ngại. Mới đây, Hyuna đã khiến người hâm mộ được một fan bất ngờ với hình ảnh tóc mới. Trên trang Instagram cá nhân, cô nàng khoe mái tóc ngắn mới tinh, đính kèm dòng trạng thái tạm biệt cùng với ký hiệu chiếc kéo. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà nữ idol để tóc ngắn. Có vẻ thợ cắt tóc cho cô nàng không ai khác chính là Ro, người bạn trai của cô. Cư dân mạng đồng loạt khen ngợi rằng cô nàng trông ngọt ngào, trẻ trung và cực kỳ đáng yêu trong hình ảnh mới lạ này. Tuy nhiên, trái với mái tóc ngắn đầy ấn tượng, người hâm mộ lại để ý và lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô hơn. Mới đây, nữ ca sĩ còn khoe số cân nặng hiện tại của mình trên trang cá nhân. Điều đáng nói, Hyuna chỉ đạt được 41,3 kg so với chiều cao 1m64. Nhiều fan cho rằng cô đang quá gầy, sụt cân theo từng đợt comeback và cảm thấy không an tâm về tình trạng này. Được biết, Hyuna hiện đang mắc chứng bệnh trầm cảm, viêm dạ dày nặng và rối loạn hoảng sợ và thần kinh phế vị. Trong đợt comeback với ca khúc Ping Pong hồi tháng 9 vừa qua, nữ idol cho biết rằng mình từng ngất xỉu giữa lúc ghi hình vì tình hình sức khỏe không ổn định. Người hâm mộ hiện tại đang rất mong chờ cô nàng sẽ tạm dừng các hoạt động âm nhạc hoặc giảm thiểu tối đa, dành thời gian cho bản thân để cải thiện tình trạng sức khỏe hơn. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của Knews 24 giờ nhé.